Hôm nay có củ diềm vào mà cười vỡ trời đất luôn. Gọi ông phụ huynh đi. Cười vỡ trời đất là Khánh Thành chiều tối nay giặt được bộ quần áo. Hôm qua có được con cún mẹ, con mẹ con Phương mang con cún về. Hôm nay giặt được bộ quần áo. Cái quả máu cái còn lại cái gọi là chuyển bây giờ chẳng xác được một bộ quần áo cũng là một thành công lớn lớn à, thế đến cái tuổi này xác được bộ quần áo cũng là một cái gọi là một công trạng à, ngày xưa đào được một cái giam phong hào hay một cái hầm cái hố họ kia đấy là một công trạng, nhưng mà bây giờ chỉ cần xác được bộ quần áo là cũng là một công trạng, không phải cái gì phải to tát thì tiểu tát thì cứ bộ quần áo và bẩn là giặt được sạch thế là đã làm công trạng. Hoàng quá. Rồi. Cháu về muộn thế? Mấy giờ? Làm nên ngày thường. Cháu đi học. 9:10 à? Em về nhà 6 giờ. 21:10 rồi. 21:10 rồi. Hôm sau này cứ quay ở đây cái cổ áo.